Xin chào cả nhà nhé. Sau 4-5 tháng mình úp cây đĩa vào bông của cái cây xanh này để cho nó xòe đều ra hai bên ấy. Nó ra là mầm mới xòe đều hai bên thì hôm nay mình sẽ tiến hành cắt bỏ cái đĩa nhá. Cây đang làm nhá, cây đang làm nó thế này thôi. Bây giờ mục tiêu của mình là tạo bông và những cái tay bay ngang. Đấy, cho nên là đang nuôi cành cho nên là nó nhìn nó loè xòe. Mình quay cho các bạn xem tổng thể. Cái ngọn mình đang làm lại nhá, đang làm lại cái ngọn. Cho nên là hiện tại nhìn hiện trạng cái cây này nó không thấy có cái ngọn ở trên. Đấy, cái cành sắt trắng trắng đang là hướng cái cành ngọn lên đấy. Nhìn chung cứ phải làm thử mới biết được các bạn ạ. Mình ở nhà mình có mỗi cây này để chơi thôi, cho nên là không phải như các bác thợ là hàng ngày chăm sóc, cắt tỉa, cắt chỉnh. Hoặc là các bác đi dây, đi riếc, uốn riếc, kéo kiếc. Thế mình không có công làm, cho nên là thôi mình tốt nhất mình như lần trước mình nói, mình úp cho nó cái đĩa vào. Đây các bạn ạ. Úp cho nó cái đĩa vào. Đấy nhá. Đấy. Úp cái đĩa vào thế là các cái cành này, các cái tay cành nó bay ngang hết này. Đấy, đây này. Thấy chưa? Đấy, các bạn thấy chưa các cây tay cành nó bay ngang hết rồi. Bay ngang ra mình giờ mình sẽ tiến hành tháo vào cái đĩa này. Bởi vì là cái cành nó đã theo nếp rồi. Hiện tại cái cành theo nếp rồi. Mà kể cả nó có thay đổi thì bây giờ nó cũng không thay đổi được nhiều. Chứ nó không như ban đầu là nếu mà không có úp được cái đĩa này nó cứ mọc vọt thẳng lên. Đấy, bây giờ nó bay ngang rồi thì mình để mấy tháng nữa thì cái cành nó bánh tẻ ra thì mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt gọn hết vào đây. Cắt gọn vùng quanh cái đĩa này thì nó sẽ tạo một cái bông. Đấy. Cách làm kiểu cái người không chuyên nghiệp. Chỗ này phải 20 cái đĩa đấy các bạn. 20 cái đĩa tương đương 20 bông. Đấy các bạn nhìn này, nó chia tay cành này. Chia đều nhá. Chia đều hết ra. Hôm nay được ngày nghỉ cho nên là mặc dù trời sắp mưa. Thôi cứ quay cái video này. Chơi chơi. Đấy các bạn thấy chưa. Nhiều bạn hỏi vào là bác làm kiểu lạ này đã hiệu quả chưa? Đấy, mình bảo là quay video cho mọi người để xem tạm tạm. Đấy đây nhá. Đây là một cái bông mình vừa cắt bỏ cái đĩa nha các bạn nhá. Thấy không? Đấy. Mình cho nó xòe tròn ra xung quanh. Đấy nó bay ngang hết. Trước là những cái này nó cứ mọc thẳng lên. Mấy bữa nữa mình sẽ cắt. Đấy. Cắt lần này thì mình sẽ không úp đĩa nữa. Bởi vì bây giờ nó được cái phần cốt rồi. Nó được cái phần cốt này, những cái tay bay ngang hết rồi. Đều mỗi mũi bông mình chỉ để 3-4-5 tay. Đấy là, sau này là cứ từ đấy mình phát triển ra thôi. Mình sẽ cắt làm cái bông để mình chơi thôi. Đã úp đĩa. Tất nhiên là sẽ không được xuất sắc như cây của các bác thợ, cây những cây mà hoành tráng. Đấy, nhưng mà mình làm để cho nó có thành một cái cây dáng làng để ở sân mình chơi cho nó vui. Thế thôi chứ có gì đâu mà. Cố gắng để có một cái cây đẹp mức của mình. Cái đẹp của mình đánh giá để mình chơi. Đấy. Nó một cái cây ở giữa sân của một cái nhà vườn. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nhá. Mình vừa quay vừa cắt cho nên là nó cũng hơi khó một tí. Nên các bạn thông cảm nhá. Đây, thử bông này.
thử cái bông này các bác nhé. Vít cả dây sắt này. Đấy nha, 1, 2, 3. Đấy, giả lại thêm một cái dây sắt nữa. Đấy. 1, 2, 3. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy. Bình thường mình đi làm suốt ngày mà, cho nên là không có công ở nhà làm. Nếu mà mình không úp cái đĩa nhá, thì nó sẽ không được như này đâu các bạn ạ. Không được những cái tay xòe hết ra này đâu. Nó sẽ mọc chổng hết lên. Và nói thật sự là cái cây này của mình là để mình cứ mỗi năm mình cắt một lần nữa. Bao nhiêu năm nay rồi thế cứ phải cắt đi cắt lại, bởi vì nó cành nó mọc nó không ra làm sao cả. Thế năm nay mình quyết định mình cắt cái đĩa kiểu úp cái đĩa này. Đấy, có thể bạn nhìn này, 1 2 3 4 5 6 7. 7 cành, cái cốt cành chính nhá. 7 cốt cành chính to. Đó. 7 cốt cành chính to. Ở một bông. Thấy chưa? Ổn chưa? Đấy. Thế này là mình để đến bây giờ mùa hè rồi, khó đến khoảng mùa tháng 8 đi, mùa thu. Đấy, những cái cành này nó già, nó bánh tẻ rồi, nó to hơn rồi. Bắt đầu mình sẽ cắt một phát đây. Cắt một phát như tròn như này. Thế là nó phụt ra phát nữa, là 2-3 lần phụt là sẽ được một cái bông để mình chơi. Đấy. Làm rất là lạ, kiểu lạ đời. Đấy, tiếp tục cắt tiếp. Vừa quay vừa làm, khó phết các bạn. Đấy. Đấy, giờ cũng có dây sắt này. Tức là cái dây sắt này mình cứ phải vít để vít cái kéo cái cành nó lên các bạn. Đấy, tiếp tục một bông nữa nhá. Đây nha các bạn xem này. Đấy, thấy chưa? Đấy, độ xòe của cái bông này hay không? Đấy. Thế còn đây ví dụ như của các bác, nếu mà các bác thợ các bác uốn méo được ấy, uốn nắn được thì cành nó rích rắc kiểu này nhìn nó đẹp, nó phê. Nhưng mà em chả làm được, em cứ úp đĩa thì nó cứ thẳng tưng này. Nhưng mà lần sau em cắt giật ấy, em cắt vào ăn đây, cắt vào ăn đây, đây, đây thì nó sẽ cũng mọc rích rắc thôi. Đấy. Nhìn chung là cây thì có nhiều cách chơi, cách làm, cách chơi. Nhưng mỗi người có một kiểu. Ai cũng muốn có cây đẹp. Đấy. Nhưng mà làm thì mới mệt. Là mệt lắm, mình có mấy cái này mình biết. Đấy nha. Tiếp tục mở ra xem. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy, thành bông chưa? Đấy. Bây giờ mình tin chắc là nó sẽ không phóng lên được nữa. Đấy, cành này bay ngang hết rồi. Bay ngang hết rồi. Đây, thành một đôi tay đây. Thế xong mình cắt tròn này. Đấy. Cũng hay nhỉ? Đó. Kể có người quay thì vừa làm vừa cắt vừa quay cho các bạn xem thì dễ. Đằng này vừa làm vừa quay làm khó quá. Đấy. Cây này là nó có nhiều cái cành to xung quanh, cho nên mình phải vít theo cái vòng đĩa, vít cành này lên đấy nha các bạn nhá. À, vẫn còn cái gì, còn mắc cái gì. Đây. Đấy, các bạn xem nhá. 1, 2, ai. Vẫn chưa được. 1, 2, 3. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Các bạn đã nhìn cái đĩa này. Nguyên mình chọc. Đấy. Các bác thợ làm cây thì đừng ném đá em nhá. Bởi vì em không phải là thợ. Nên em làm thế này thôi. Em làm theo cái kiểu này là cũng đạt được theo cái quy đề, cái yêu cầu của em là được. Thế còn em không thể có trình độ và có sức làm như các bác. Em quay vui video cũng là để quay video chơi chơi giải trí thôi. Nó không như video chuyên nghiệp của các cái bác sắm máy quay hoành tráng đâu.
Đây quay bằng điện thoại. Đấy, các bác thấy nhá. Đây là thành một cái bông nhá. Thế sau này là cắt vài lần là sẽ bông dày lên này. Thì đẹp, nó bay ra. Tiếp tục. Cái này chắc dễ. Đấy. Thấy chưa? Cái này bây giờ hiện tại là cái cành nó đang sum suê đấy. Bây giờ mà cắt bỏ hết những cái cành loè xòe này đi là để nó lộ cái đĩa này ra, cái tay này ra là đẹp cực các bạn ạ. Đây nhá. Thấy chưa? Đấy, khỏi phải nghĩ luôn. Thấy chưa? Các cành mọc bay ra rất là hợp lý. Không ngờ mình lại nghĩ ra cái kiểu làm hay này. Kiểu hay của mình. Đó. 1, 2, 3. Thấy chưa? Đẹp chưa các bạn ơi? Đấy. Đấy nó xòe ra chưa? Trước là nó cứ mọc thẳng đứng lên là xong lung tung hết. Cành lung tung hết. Đấy, bây giờ thì mình làm cho nó thành bông tròn xòe xung quanh. Sang năm nữa thôi là có bông chơi rồi. Đấy. Nào cắt này, cắt này, thế là ngoại mọc di chắc ra lần nữa. Đấy, tuyệt vời. Đó, lại tiếp tục. Lại tiếp tục một bông nữa, thấy chưa? Thấy không? Đấy, xong này thích. Bước 1 như thế này là bước 2 là tuyệt vời luôn. Đây, mình tràn kia cao mình cắt. Đấy, các bạn nhìn thấy ở trên cao này bao nhiêu đĩa liền. Anh em xem video có cái cách nào hay cho những người mà làm không chuyên nghiệp, chỉ chơi không như mình nhé, thì comment ở dưới phần bình luận hướng dẫn mình nhá, và mọi người cùng tham khảo nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, nhưng nó tổ chức như này. Tổ chức bay ngang đều hết ra này. Để anh em cùng tham khảo học hỏi. Đấy, trước cái ngọn bên này các bạn, ngọn đây, mình làm lại cái ngọn mình nuôi bên này cho nó ra giữa. Nó chinh giữa và nó rích rắc hơn. Đấy, tập trung cắt. Đây, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy. Phát sau cắt này. Nhìn tuyệt vời. Đây có cái ông này thì buộc nhiều dây thế. Đấy. Ông này chắc là buộc rất nhiều dây. Đấy, chắc nhiều cành nó loè xòe cho nên là phải buộc này. Đấy. Buộc vít các cái cành nó theo tròn xung quanh các bạn. Đấy, thấy chưa? Vít tròn theo xung quanh theo cái đĩa này. Đấy các bạn thấy chưa? Ngon lành chưa? Ngon lành cành đào. Mình nói thật sự là không có cái đĩa này thì nó không được này đâu. Cành nó không được buông này đâu. À, nó được xòe xung tròn xung quanh này đâu. Đó. Hôm nay mà muốn chơi ngay cắt rộng, các bạn cắt để chuyên nghiệp thì cắt dày nó lại, cắt dăm dày ngắn nó lại. Thế còn muốn cho nó nhanh chơi thì cắt dài nó ra. Đấy, tiếp tục này. Đấy, úi xời, còn có tổ kiến này, này. Đấy không? Đấy, như cái mâm luôn rồi. Chỗ này như cái mâm. Đấy, tiếp tục. Đấy. Đấy. Đấy, như cái mâm hết luôn. Mâm. Đấy, đây, sau này bông này. Bông này, bông đấy, mâm cổ ngọn này. Đấy, đẹp phê lòng người, đẹp với mình thôi, còn các bác thì nhiều cao thủ lắm, không thể thấy được. Đấy, ngọn nuôi ngọn lên chất. Đấy, cái ông này.
Đấy, thành một cái mâm nữa các bạn. Hay. Thế thôi. Trình độ thấp, muốn ăn ngay chỉ có làm theo phương pháp này thôi. Đó. Mở ra nhá. Vừng ơi mở ra. 1, 2, 3. Ấy chưa. Các bạn thấy chưa, nó xòe ngang, xòe đẹp hết luôn. Đấy, bây giờ nó đang mọc những cái răm nhỏ nhỏ nữa này. Để sau này mình, đấy, sau cắt răm bồng lên như thế này. Làm cái cây là nuột như của các bác thợ. Đây, này cái bông cuối cùng. Chắc là thế rồi. Đây, quay cao. Đó. Không còn nữa. Được bông cuối cùng. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bông nhá. Bông đều hết. Đây, thì cắt cái bông cuối cùng. 1, 2, 3. Xong. Đấy. 1, 2, 3. Đấy, thấy chưa? Tại sao mình đục những cái lỗ xung quanh này? Bởi vì cái lỗ xung quanh nó vừa để nó thoáng khí với cả để cái vị trí buộc dây để vít cành ra xung quanh nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, này này. Đấy, đấy, kệ nó thôi. Kệ thế này thôi. Kệ này thôi, đến cuối năm thì bắt đầu mình sẽ tiến hành cắt. Đấy, cắt một đường tròn như này. Đúng theo vành cái đĩa. Thế là nó thành bông. Chứ những cái ông này là, ví dụ những ông này là trước này, ông mọc thẳng lên ngay chứ không có cái chuyện ông bay ngang này. Đấy, bây giờ ép thế này thì nó mới ngang. Đấy, ví dụ như ông này không bao giờ ông có cái chuyện bay ngang này. Ông sẽ chơi thẳng lên. Đấy. Ông sẽ phi thẳng lên trên. Nhưng mà mình ép cái đĩa thì bây giờ nó bay ngang này lên. Bay ngang này. Để xong đến cuối năm này, mình cắt 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 đây. Đến là sang năm là có thể sử dụng được. Đấy. Rồi, làm cái video chơi chơi thôi. Hôm nay là cắt cái đĩa để xem cái thành quả của nó nhá. Thành quả sau khi úp đĩa lên cái bông, tạo bông của cái cây xanh này của mình. Anh em xem thì ủng hộ kênh của mình nhá. Bấm đăng ký kênh, like, đăng ký kênh và chia sẻ. Và mọi người có tham gia gì thì bình luận ở bên dưới. Mình mục đích cái video mình chỉ quay để giải trí chơi chơi thôi. Nên cây mình làm để mình chơi. Và mình cũng là người, chỉ là người chơi thôi chứ không phải dân làm cây. Có vườn, sân vườn thì làm chơi cho nó vui thôi. Cũng đam mê đấy. Nên mọi người xem thì ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thôi mình xin dừng video đây. Kết thúc video đây. Đấy, đây quay cao lên các bạn. Thấy không? Cây xanh rất là đẹp. Rồi, chào mọi người nhá. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, sức khỏe.